À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hunno. Tập trước thì nói chung là mình cũng đã thực hiện một trận chiến có thể nói là hơi bị SML với bọn phương Bắc này rồi đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ đốt lốt mấy cái thành của chúng nó cho chúng nó thành dân du mục luôn. Ví dụ như thằng này thì mình rất thích là cho thằng này đập quân đoàn này đánh, nhưng mà có đánh không nhỉ? Lực di chuyển của mình hết mất rồi. Cái vấn đề là lực di chuyển của chúng ta hết mất rồi. Nói chung phương Bắc thì mình đốt đến đây là sạch, chẳng còn gì. Ô, cái bọn này nó khôi phục lại được mấy tỉnh này à? Không sao, chỗ này thì kệ nó đi, sau này mình giải quyết sau. Còn khu vực này à, muỗi đi, mình đã đốt hết rồi, nó lại khôi phục được một cái tỉnh ở dưới này à? Cho nó khôi phục, hay là mình đốt sớm đi nhỉ, để đêm dài lắm mộng. Mà cũng chả cần đâu, bởi vì nó cũng tính cho mình đã hoàn thành cái việc đốt các thành của nó rồi. Mình xem nào, hiện tại chúng ta đã tiêu diệt được 11 phe phái, nó tính cho mình là được 11 rồi. Tí đã đốt lốt thành kia là được 12. Ở đây phe này thì à, đây này, anh em bảo không có Katapark, đây chính là Katapark đây này. Cái binh của La Mã mà, Anani cũng có Katapark. Thực ra La Mã thì nó chỉ nhập khẩu, nó chỉ tuyển nó Katapark, nhưng mà để mà chính quy và thiện chiến thì vẫn phải là Katapark của Anani. Nên là thiện chiến nhất. Ở đây thì à, có bộ binh rồi đúng không? Đơn vị này nó thiên về bộ binh thì nó sẽ phải cần cái lều này để tuyển xe bắn đá. Đấy, sau này là nó sẽ đủ hết các lực lượng đấy và đủ đánh nhau. Đây quân đoàn bộ binh này, con này bộ binh của nó rất là mạnh. Mà sao này, bước đi không còn nhiều, chắc có lẽ mình phải chờ lần sau vậy. Đấy, thanh niên này lọ mọ ở bên đây à, thằng này đã từng là đệ của mình, bây giờ lọ mọ ra đây bị chúng nó đánh cho phiêu bạt chân trời ra lên đây à. Thôi xem tình hình ngoại giao thì chắc mình cũng chẳng phải xem nhiều, bởi vì là ngoại giao thì còn có cái gì để mà xem đâu. Thằng này rất tốt luôn này, chỉ số của nó phải nói là tuyệt vời, trung thành 10 nhá, tuổi mới có 24 à, tuổi 35, nhưng mà chỉ số của nó cái gì cũng xanh. Sĩ khí tấn công giống tốt này, nhiệt huyết. Các bạn nhìn này, nó mới là tướng của cấp 5 mà nó gần như mắc hết các cái thanh này rồi. À đây, nhiều anh em hỏi tại sao quân đoàn của mình sĩ khí nó cao như vậy, thì các bạn có thể nhìn đây này. Ví dụ như cái này mình cộng được các cái đồ này, nó sẽ tăng cho mình 10 điểm sĩ khí cho lực lượng chỉ huy này. Ngoài ra có cái mình tăng đây, chẳng hạn như này này, các bạn cộng các cái này 10 đâu khi chiến đấu ban đêm này đấy. Đây này, cộng tiếp, bây giờ các bạn cứ cộng mỗi cái là 10, 15 điểm, cộng vào 3 cái, nếu mà tăng nguyên vào sĩ khí thì nó sẽ rơi lên tầm 45, đúng không? Sĩ khí này, đấy, cộng sĩ khí 10 lên nữa này, nó thành lên tầm 40, 45 gì đấy. Sau này cộng vào các cái này nữa này, cái này nó tăng sĩ khí nữa này. Đây này, nếu mà nó tăng lên càng cao tướng nó lên, nó cộng thêm 14 này. Đấy, thì nó cộng với sĩ khí cơ bản của đội quân đi nữa thì sĩ khí của đội lính nó có thể lên đến tận 100, hơn 100 là bình thường. Đấy, đấy, đây sĩ khí mới có 74, chưa cao lắm, mới được cộng ít, còn nếu mà nó được cộng nữa nó còn có thể cao hơn nữa. Và những cái tướng mà như kiểu đại hãn của vừa mới qua đời của chúng ta thì sĩ khí nó còn phải cao nữa cơ các bạn ạ. Đấy, tạm tạm nó thế, thì bây giờ thì qua lượt đã, mình thử xem nào. Và cứ vây nó một lượt nữa. Cụ công thành à? Tháp công thành. Besieging settlement. Xem mấy thanh niên này làm trò gì. Đốt hết bọn này luôn. Liệu nó có dám phản công này không nhỉ? Chắc là không có gan đấy. Khả năng cao là vậy. Chạy. Khả năng cao là không dám. Đúng rồi.
Làm sao ám sát được đại hãn của anh? Thằng kia chạy đi à? Mày chạy lên quận à? Nhìn thấy quân đoàn của à, nhìn thấy Attila là nhìn như khác gì nhìn thấy hổ. Nhưng khó một cái là chúng ta sẽ làm sao để tiêu diệt được cái bọn Bắc Âu này, vì chúng nó chịu Z tốt hơn mình. Nhất là sợ nhất là mấy thằng Nikolai nhai Z shop. Bất kể bản nào thì bọn Nikolai nhai Z shop nó cũng mấy thằng Slaver ấy, nó có khả năng đi trên tuyết mà không bị chết rét. Mình quên mất không nói với bạn tại sao Slaver ngoài cái vấn đề nó mạnh về cái cung độc, nó còn có khả năng nó là di chuyển trên tuyết. Đấy. Rồi ám sát bạn chí mạng, ủng hộ chính phủ. Wow, chúng ta sẽ tấn công rồi, không thể chờ thêm được nữa. Rồi. Quánh, cần gì phải đánh đêm, đánh ngày cho nó sáng sủa. Quân của chúng nó có vẻ rất là đông đấy. Còn đến 4 quân đoàn phòng thủ. Ai dài, trận này ban căng đấy. Nói chung thì đánh thì chắc là đánh được, nhưng mà mình sẽ hao quân khá nhiều. À, nó có một đội quân liên hợp. Nếu mà mình chọn đánh đêm thì mình sẽ ngăn được cái bọn quân liên hợp thì nó điểm bảo là nó tiếp viện. Kệ chúng nó, cho nó tiếp viện cho càng vui. Trời ơi, lại một mùa đông băng giá. Khoai nhỉ, chúng nó xây tường thành lên rồi kìa. Xây tường thành thì mình buộc phải phá tường thành rồi. Phá cái tháp canh để kiếm lối vào đã, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Và nó còn lực lượng hải quân nữa cơ, chúng ta rất là phải cẩn trọng. Chưa biết nó vào từ hướng nào, mình chưa nhìn thấy. Chết mày. Nhạc rất hay, mình rất thích cái nhạc của hát. Ai ơi, tiếp viện từ đằng sau lưng mình cơ. Ok, vào đây. Tháp canh đấy sập rồi. The tower has fallen. Cho mấy con ngựa này chạy ra đây đã, không kiểu bị chó lùa chết. Thanh niên này đứng đây đi. Cổng thành đã bị phá hủy rồi. Thank you.
đấy, đích thân Attila chỉ huy cơ mà, đánh cho nó ra trò luôn. Rồi khử mấy con chó đã. Tháp canh của nó cháy rồi. Xong. Từ từ. Xây bắn đá để thế đã. Rồi khử mấy con chó trước đi. Bọn còn lại thì anh xử sau. Đã, phá giáp cho anh. Dăm ba mấy cái thằng. Dăm ba cái con chó con này dọa anh ấy. Hải quân của nó kia kìa. Rồi, cho đơn vị này tiến lên được rồi. Mấy thằng Viking Bắc Âu này, Viking Bắc Âu này. Thôi đội không tên, xạ kỵ bắn nữa. Rồi, tướng nó chết rồi. Bảo mấy thằng này không bắn nữa cơ mà. Hải quân nó đang đến kìa. Ừ nhá. Mình phải chống cái lượng hải quân này của nó. Hay là vào thành luôn nhỉ. Mình không biết có lên vào thành trước xong đầu quánh không hay là. Trong thành của nó có vẻ không còn nhiều quân đâu. Nếu như mình đánh thốc vào thành, mình chiếm thành đi thì có vẻ sẽ là tốt hơn nhỉ. Nhưng mà để làm gì đâu nhỉ. Xây bắn đá rồi. Bắn được sao nào? Bây giờ mình dựng nòng pháo xuống này. Nó đổ bộ nhỉ. Nó cứ thích lẩn vẩn ngoài này. Nó thích lẩn vẩn ngoài này. Bắn chìm luôn thuyền nữa. Bắn xịt hơi nhiều đấy. Hơi khó khi bắn một cái mục tiêu di động. Chìm. Mày cứ đứng ở ngoài biển.
Không chịu đổ bộ à? Những cái thuyền tên này thì mình sẽ không đánh vội. Bắn mấy cái thuyền bọn cầm kiếm này. À đây. Cầm rìu này, chơi chết trước này. Mấy thằng cung tên kia thì đơn giản không. Cho kỵ binh vào lùa phát là xong. Không cần. Nó có quyết định đổ bộ rồi. Ra đây, khử cho nó. À. Bắn tên vào mình nhỉ? Kỵ binh rồi, chạy ra đây. Lừa chết bọn cung tên ở bên này trước đây. Chơi bọn này đi. Chơi luôn. May ha bữa đấy. Xử lý cho nó chơi. Vào đây, ăn luôn. Ambush. Gom ba cái thằng bộ binh của nó thì làm ăn gì? Điều mình chém chết luôn. Ai chả. Nó hết bọn không tên rồi. À đây bên này. Ủa sao đây. À sốc vào lưng nó chạy. Rồi chúng ta đây. Lùa mấy thằng không tên ở dưới. Mình thích những trận nó phải try hard một tí cái nó xin. Một chiến thắng quá dễ dàng, không bao giờ là mình thích thú. Một chiến thắng quá dễ dàng, chưa bao giờ là mình thích thú. Còn bọn trong thành nữa cơ. Tiết kiệm đạn đá để còn bắn mấy thằng trong thành. Rồi. Bọn này nó đánh hết tên rồi kìa. Rồi. Cửa bọn bên kia chết rồi. Dạ.
Dám ma cái thằng cùng tên mẹ, dám nhiễu với anh. Xả khí mà mình tưởng không biết lùa. Rồi đấy, xong rồi. Tiến vào. Hải quân của nó đã xong. Đơn vị quân nào còn nhiều máu nhất nhỉ? Chắc mấy thằng này. Sao mấy thanh niên này vào trước đã? Đội dìu đi tiếp theo. Đội này bị thương nặng hơn một xíu, chạy sau. Phát ra thôi. Trời ơi. Oh. Rồi, ok, thank you. Xong phim. Tốt rồi. Tiến lên anh em. Mình xem mặt đá đi, ở đâu. Đi lên đây. À, mình nghĩ là mình bắt đầu phải yểm trợ này. Ăn vào đây cho anh. Cho bộ binh tiến vào, đỡ bị hao quân. Chưa vào nơi. Xả kỹ đâu à? Xả kỹ bắn phủ đầu trước đã. What the hell? Úi dồi ôi. Lại chết cho nó luôn. The unit has fired all of its ammunition. Mày hả bưởi? Chịu được không là vấn đề. Mày có chịu được hay không mới là một vấn đề. Ôi, một viên đạn vừa bay xuống đây. Cái gì đây nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Bông tuyết à? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ngọt quá cơ. Úi dồi. Xạ kỵ của mình mà bắn hết tên thì chắc bọn này cũng gần vẹo. Mấy cái thằng gì này thì làm gì có khiên, làm sao mà chống tên được. Oh, yeah.
chết. Chà, nắng đội xạ kỵ mình chết gần hết rồi này. Ai già. Bé nào. Uầy. Vào. Mấy thằng đám nào sống dài nhỉ? Lại quên mình cái khử. Xông vào. Răm ba cái thằng đám nào này. Ui dồi ôi, này chết nhiều đấy. Ui dồi. Nói chung gì của Hung Nô thì không bằng gì của Bắc Âu được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa lý gì thì chúng ta đang áp đảo được mặt thực lực. Đồng chúng ta thua được lực, bây giờ chúng ta không thua. Ai chả đội dìu nó chém ác nhở. Vào ăn luôn. Ăn luôn được gì đó. Dì của mình không ăn được cái gì Bắc Âu đâu. Dì Bắc Âu nó mạnh hơn. Ôi, nó điên loạn rồi này. Có cái dấu hiệu là điên loạn. Khi nó điên loạn thì nó sẽ chém đến chết. Cái thanh niên này ra ngoài đi. À mà mình thay cái mấy thằng dìu này bằng cái lính đầu cuối của Hung Nô được rồi. Cửa luôn, không để nó nhấp nháy lâu. Không để nó chạy thoát. Giết bằng hết luôn. Ôi, địa gì mà nó quyết tử đến cùng rồi. Nó có cái dấu hiệu này là dấu hiệu quyết tử đến cùng. Mãnh liệt mà. Chiến đấu đến chết. Rồi, bạn chiến đấu đến chết. Vâng, anh đang chiến đấu đến chết. Kệ chúng nó đi, xông vào. Con ngựa của nó mất tinh thần rồi mà nó chạy. Nó còn thằng tướng trên này thì phải. Rồi nó không mất tinh thần. Giời.
thương vong nặng ghê nhỉ. Rồi, mất tinh thần chạy luôn. Cướp Bắc Âu. Thấy sao nào? Lâu nhỉ? 1-200. Mình chưa áp sát được đây rồi. Ủa? Mấy cái nơi này vòng kiểu gì được ra đây? Học canh của bọn xa thế này mà. Ôi đội xa kỵ của mình quên đi hết rồi. Thay hẳn kỵ binh đời cuối luôn, xa kỵ đời cuối luôn. Cho nó rực rỡ nhỉ. Đằng nào mình phải lên chứ, lên đội đời cuối đánh nó chất. Rồi. Cứu nó trên này có gì đâu. Có đội xa kè đội kỵ binh ở ngoài. Đội kỵ binh Attila thì sẽ không chết nhưng mà sẽ về thành một sức vậy nó thiệt hại cho mình lắm. Bây giờ chưa phải lúc Attila dạ. Trời băng tuyết thế này. Ai giờ đội gì của nó kìa. Con này chạy chậm thế. Thành này đúng rồi. Công thành này cũng vất vả. Còn nó đông. Nó thờ cái vị thần gì đây nhỉ? Thần Bắc Âu à? Thần gì thì mình không biết. Mất tinh thần rồi à? Ồ, chưa đánh mà mất tinh thần rồi à? Chưa đánh đã mất tinh thần rồi. Uầy, bọn dư binh Bắc Âu này nó gớm lắm rồi. Ai chà, giáp giết của nó trông cũng đẹp phải. Tinh thần đang dao động. Xung phong! Không chạy được đâu. Ủa.
Ui dồi. Rồi kết thúc trận chiến này. Chúng ta phải đánh một cái lực lượng khá là đông. Ấy à, nó đông quân hơn mình đấy chứ. Đông quân hơn mình. Ôi đội dìu chém áp phết nhỉ. Xong phim. Bắt làm siêu hầu á. Chưa phá một phát đã. Cướp phá để kiếm tí sẻng. Come, sit, share my fire. For the gods. Ô. Cả một cái lũ này nó đứng ở đây chờ mình ăn đòn cho mình cho ăn đòn à. Rồi chờ thời tiết tốt hơn này khắc diệt nốt cho mày. Tiếp là cũng là mình thương vong quá mà. À, mình có thể tuyển được cái lính xịn hơn rồi mà nhỉ. Đây này. Lính nào nhỉ? Lính này thì có rồi. Bộ binh đời cuối là bộ nào nhỉ? Đây 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 đây, chiến binh Uran tuyển chọn. Giáp vàng luôn, bọn này là giáo vàng này. Phòng thủ cận chiến này nó cũng trâu. Chúng ta chơi bọn này rẻ mà giờ upkeep. Mà mua thì rẻ nhưng upkeep lại cao hơn. Vãi cả xoài. Cái này mạnh hơn xíu. Nhưng mà sát thương lại còn không bằng cơ. Mấy thanh niên dìu này nhóm nó lại thành một nhóm thôi. Tuyển mấy anh này cho chất. Are you ready to do your duty? We need good fighters. Mấy thằng xạ kỵ kia của mình rank của nó cao lắm nên mình không muốn bỏ. Nhóm nó là tuyển thêm mấy thằng này. Mấy thằng ngon thật. Mấy thằng này mà đi chặt chém thì thôi rồi đấy. Dùng quân chất tính chơi cho nó sướng, tội gì. Nào còn khu vực phía Nam. Phía Nam này thì chúng ta không sợ rét. Ám sát thì tướng nó phát thật. Ám sát nó phát. What do you want? The servants take them. Nó sắp xịt kinh thế. The servants friends. I have mày cũng phụ chết. Rồi nó chỉ còn mấy thằng này thôi. Ready for battle. Cái thành này à. Ready for action. Up được bọn này lên không nhỉ? Up lên sợ hết mất tiền. À không sợ. Tên vàng, móng ngựa vàng. À, cho bọn bộ binh này tấn công. Bọn kỵ binh kia thì cần gì? Đánh đêm thì thằng này nó sẽ không tiếp viện được. Cho nó tiếp viện luôn. Quá nhớ sướng. Rồi. Nhưng mà mình phải xem quân tiếp viện nó vào từ đâu đã. Nó có 1, 2, 3 cái tháp canh. Đánh từ đây vào thì sẽ không bị hai cái tháp canh nhiều ấy. Tiến vào từ hướng này đây. Có hai đơn vị, 3 đơn vị bị thương thì mình sẽ cho những đơn vị khỏe đánh trận này. Đứng hàng đầu, ôi đứng gần quá sợ tháp canh nó bắn không. À mà mình có pháo thì nó buộc phải công mình cơ mà.
group awaiting your word. Warriors, group. Grouped and ready. Grouped and waiting. Grouped and ready. Ôi chết rồi, ông tướng. Quân ra hết đây rồi, tướng vẫn đứng đấy. Vãi cả xoài. The enemy has reinforcements. We have sighted the enemy. À, tiếp viện ở đây này. Hay quá, đội xạ kỵ có việc để làm rồi. Ở chỗ này nó không có cung tên. Cứ cho xạ kỵ ra quẩy. Cho xoay bắn đá phá luôn cái canh của nó đi. Tiến vào cho nó rực rỡ. Biết gì mấy viên đạn. Mình giết mấy thằng cầm giáo trước. Mấy thằng này là mình không đỡ được. Bộ binh của mình là hết. Mình hãng mấy thằng cầm giáo. Đi. La mã này, dọa này bay. Rồi, nó chưa lên đến lính giáo để cuối à? Nó không có lén lao. Chết chạy, 64%. The enemy's tower has been destroyed. Tháp canh của nó vỡ rồi. Bắn vào đây cho anh. Bỏ chạy hết rồi. Ok, thằng này đứng im để cho nó đánh trong khi mình để hit and run rồi. Vãi cả trưởng thôi. Rồi đây, ra đây xử lý tốt bọn này cho anh. Bộ binh tiến vào. Ra đây đi cu, ra đây, ra đây. Ăn đâu nhỉ? Ở đây xem nào. À, chúng ta đang hợp nhất quân đây à? Từ 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 từ. Ô
thứ bọn rìu này mà chơi. Thứ bọn rìu này mà chơi ra. Chơi chết bọn rìu. Bây giờ bọn mình kiếm nó thì không đáng sợ lắm. Vâng nó. Chúng ta mấy thằng không tên nó bắn tên. Thằng tướng của nó này bị trạng thái phục hồi kỹ năng. They are trying to take out our general. Defend him. Thế nó đâu? Vào không dám vào, ra không dám ra. Vãi cả trưởng. Ra đây em ơi. À không đây. Đội binh nó đang đuổi đấy. Tướng mình nó chạy ra đây nhỉ? Chết. Tướng binh của mình đứng chơi à? Ôi kìa. Mấy con lựa ngựa nó lùa của mình ác à? Sắp lại phải thay được cái binh mới rồi. Khử. Dăm ba con ngựa của La Mã này mà nó dọa anh. Đoạn này mình đánh ẩu quá nhỉ. Ỉ quân mạnh thấy ẩu. Thôi chết quá quân bây giờ. Chạy đã ủng hộ chúng ta. Đương nhiên cho bọn rìu với châu bò đánh luôn. Cái gì? Ra đây quẩy với khẩu pháo của anh ạ. Mấy con ngựa điên này. Xong. Ok. Bọn lính La Mã này lì phết nhỉ. Xong rồi. Mà làm sao là mấy bọn rìu. Rồi. Tinh thần nó đang lên.
một chiến thắng dứt khoát à. Dạo này mình đánh ẩu á, mình nó tập trung vào, sơ sẩy trở lại bị chúng nó quay cho mình. Như kiểu mấy tập trước thì chết dở, không đùa đâu. Mà ẩu thì ẩu chứ còn ăn được anh cũng còn mệt nha. Ghét cái bọn này vào, toàn lính đi đâu. Tuyển nội đội xạ kỵ là mạnh hơn nhỉ? Nhưng không. Chiến binh Uran tuyển chọn. Chắc là chưa mua được. Mất 42 lượt mới mua được bọn đấy. Đốt cái thành này luôn. Dăm ba cái thằng bọn La Mã cùi dọa ảnh. Đừng bắt bọn anh Zed. Wow. Đốt sư đi nhỉ? Đốt sư. Mất tí quân để hồi lại được ngay cái gì đâu. Cho chúng nó thành lính dân du cư luôn. Hết. Tràn sang đây đốt tiếp ở khu vực này nữa. Bọn này sẽ đốt ý. Ý còn bao nhiêu đất đốt lốt. Kết thúc được rồi, chúng ta lại kiếm được ít tiền rồi. Định ăn à? Nó định ăn quân đoàn này của mình. Được. Chạy phát đã. Xem nó đuổi phát nữa. Đuổi cái đội cưỡi ngựa này của mình. Chạy phát đã. Making cut. Không tới à? Vậy thì ta sẽ diệt từng thằng một của chúng mày luôn. Dám đánh anh à? Dăm ba cái thằng dọa con này mà dám dọa anh à? Mấy thằng Viking phương Bắc này dám dọa mình. Nó kéo hết quân lên đây rồi. Quả này nó diệt luôn cả đám này luôn. Vẫn còn nhiều faction phết đây. Ôi bọn này nó chạy đi đâu ấy? Nhà bị đốt rồi nó chạy đi đâu? Ô lại có một tướng của mình dẹo à? Ui cao sức yếu, qua đời hết rồi. Cho thanh niên này đi. Ready for battle. For the tribe. Chả cần phải truy sát cái bọn này làm gì cả. Chúng ta sang đây và chuẩn bị. Chúng ta đi cướp và đốt nhà chứ còn chả cần phải chiếm đóng ấy cả. Phải như thế mới có tiền. Thay lốt cái đội lính này nhỉ? Bằng đội lính đời cuối luôn. Gods be praised, excitement. Tha cho chúng nó. Chúng nó chạy mỗi thằng một nơi rồi. Chả đuổi làm gì. Chết bọn chúng nó mình có được tiền đâu.
phải đi cướp phá để mới được tiền. Còn thằng này trên này dám đuổi anh đúng không? Thằng này có một cái xe bắn đá. Ui. Thirsty for battle. Ready for battle. Ready for action. Ready for battle. Yeah! Mày nghĩ là anh dại mà anh đi đánh cả đám chúng mày thế à? Mày may hả bưởi? Mình phải đánh cẩn thận để hồi quân. Cái xe bắn đá kia thì úi giời, đồng không bông quạnh như thế này á. Chết đi cu. Hô thoáng. Bánh nhau ở nơi đồng không bông quạnh này thì chúng mày dẹo rồi. Pháo nó đâu nhỉ? Tới không nhỉ? Không tới à? Nó vẫn phải lên, bởi vì là pháo của mình tầm bắn xa hơn pháo của chúng nó. Enemy approaches. Quân địch đang tiếp cận. Có đội kỵ binh à? Ngán mỗi cái thương khẩu pháo nó, mình phải giải quyết cái khẩu pháo nó trước. Rút rồi. Ăn khẩu pháo của nó đã. Kiểu gì thì kiểu cũng phải ăn khẩu pháo của nó. Cái binh của mình tiến dần lên rồi. Rồi bắn tới đấy. Trời đất ơi. Lạp đạn nhanh cho anh nhờ cái. Lạp đạn nhanh, tăng 50% tốc độ bắn ổn định. Sau một giây sẽ mệt mỏi. Mệt thì mệt chứ.
Chỗ này mình hơi ít pháo nhỉ. Vớ vẩn hết đạn trước nó để ngỡ mồm. Chết không mấy quả pháo đó nhỉ. Ê. Di chuyển khôn vãi phết. One of our units can no longer fire. Phải nha. Lùa. Dắm ba cái đội kỵ binh của chúng mày á. Mà đòi đấu với kỵ binh của Hungno á. Ôi pháo của nó. Nhanh cẩn trương chết. Mẹ em quân mình. Nó lã pháo kinh quá. Đúng rồi. Dắm ba cái đội. Nó bắn pháo đấy. Xong rồi ngựa nó rồi. Kiểm trợ rồi. Sốc bị này lùi ra đi. Thương nặng quá. Rồi để bọn cận chiến nó giải quyết. Mấy thằng không tên lại bắn vào đây. Mấy trận thì chắc hơi mệt. Thế mà không ăn thua gì à? The enemy is attacking our general. Ừ.
tường này trước đã. Thử cái tường nó Excellent. Sao sao kích này, đừng nhiều sao kích này. Victory. This is your day. Diệt hết. Quán Bắc Âu. Để xem là mình có thể tiêu diệt một phát mấy quân đoàn của nó. Có lẽ là mình sẽ đánh được một hoặc hai quân đoàn từ đó, sau đó mình sẽ cắm chặn đủ để nó không có khả năng dám tấn công mình tiếp theo. Và được truy sát nhiều quá, chưa đánh nhiều trận quá, một e là có thể mình thương vong nặng luôn. Và quân đoàn này nó khó bởi vì nó có pháo thôi, đơn vị khác nó không có pháo thì mình cũng sợ. Tướng của nó sau này là Dog. Một thằng đương nhiên là phải chọn người nó mà. Nó còn ba quân đoàn. Ai chà, đây lên cái này. Cái này nữa, tăng tốc độ di chuyển. Quân đoàn cấp 8 được à? Cấp 9 cộng vào đây, cấp 10. Ready for action. I am the knife in the dark. I shall see them to their ancestors. Hai thằng này chắc thì không dám đánh mình rồi. Này, yes. Này thì tuyệt vời quá nhỉ. For the tribe. Này, ồ, bọn này bọn toàn diêu thôi. Quẩy tốt mà nhỉ. Ăn được thằng này thì êm luôn này. Mình đang vướng. Ăn được mỗi hai thằng này. Đây ăn được thằng này. Hai đội. Có hai đội. Nó có hai đội, ba đội kỵ binh à? Bắt buộc mình phải xử lý bọn này. Quy đạn nổ và dập cho chết bớt. Ừ đấy chứ nhỉ. Xem nên chọn sang cái gì là lửa đây. Kỵ binh nó sẽ trông xông lên trước. Tướng thì chạy đằng sau, trận này có lẽ những đơn vị này sẽ được làm cho quân sự bị. Ba đơn vị này khỏe hơn thì tấn công trước. Chơi! Nó buộc phải lên mà. Pháo lã vào kỵ binh nó đi. Wow, chơi bọn kỵ binh ở nó trước. Kỵ binh nó đang lên kìa. Kỵ binh nó đang lên kìa. Right.
Trời ơi. Rắm ba cái con ngựa. Rắm ba cái con ngựa Bắc Âu để dọa anh. Rồi, cứ bình tĩnh đi. Ô, oh, bắn cháy bố ở xe bắn đá kìa. Mình đánh kiểu gì thế nhỉ? Ẩu thế? Không điều khiển à? Nothing remains of this unit now. The enemy has laid an ambush. Nguy hiểm rồi, trận này sẽ nguy hiểm. Mà diệt được bọn này, đánh thêm bọn nữa. Tốt thế. Hai trận thay hết đội gần dẫn đội quân này bằng các đội quân thiện chiến hơn. À, sốc đã phát rồi. Úi dồi. Rồi, phát này là ổn. Phát thị của mình vẫn là hiệu quả nhất. Chúng ta chống pháp. Cạc 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 cạc. Giải quyết hết chiến trường Bắc Âu. Nhưng thả đau một lần rồi thôi. Giải quyết hết. Nào, có thằng nào được không? Hết. Xong phim. Quát à? Chọn hồi quân xem hồi được nhiều không? Mình để thương vong trận này nặng quá. Này giờ có thể chết 299 thằng cơ. Về lý thuyết thì nó vẫn còn hai quân đoàn. Về lý thuyết thì nó vẫn còn hai quân đoàn. For the tribe.
ăn bọn nào được chứ? Nhau. God be praised. How can I help? Thử xem nào. Không có ngựa. Cái chính là bọn này nó không có ngựa là mình có thể quẩy cho nó đến chết luôn. Mình có thể tuyển mấy thằng lính đánh thuê nhưng mà áp kích đắt lòi. Dân chơi thì không phải ngại mưa rơi đánh. Tăng được tí sĩ khí. Dân chơi thì đừng có ngại mưa rơi. Đánh nốt trận này là nó sẽ không thể là tấn công được mình nữa, khẳng định luôn, bởi vì là nó chỉ còn một quân đoàn full thôi. Trừ khi nó còn quân ở đâu đấy tiếp viện, nhưng mình nghĩ là không còn. Nó không còn. Ôi chết rồi, để sương mù thì nó đánh. Giờ hơi rồi. Cứ tràn đầy ăn. Đó gì, mình cứ thủ lắm gì nhỉ. Không nô là không chơi phòng thủ đâu. Rồi chờ tí nó chạy vào cái vòng tròn. Sao nó lại có ngựa này? Quân địch quá đông á. Quá đông thì có vấn đề gì đâu. À, tướng từ từ đừng đánh trận. Rồi, tiếp tục lùa ra đây. Thằng này làm sao mà phải chạy ra tận đây? Vòng vào đây. Bây giờ mới thể hiện được mình cứ phải hao quân này mình đánh nó mới thấy hay. Đủ quân mình đánh nó làm sao ấy. Đạn nổ, đừng có bắn đạn lửa. Đây rồi. Nổ mà nhỉ? Sao nó cứ bắn cái đạn lửa này? Rồi. Bạn phá giáp cho anh. Sửa rồi. Quẩy. Rồi, tiếp tục. Tướng quân đâu nhỉ? Mày đó. Rồi. Pháo mình đến đây. Mà phải diệt thằng tướng nó trước thì mới giải quyết được chiến trường được êm được. Tướng là tướng bắt dìu thôi gì. Dăm ba cái thằng dợ này. Hình như cứ càng khó khăn thì mình chơi càng hay hơn thì phải. Cứ mà quân đội đủ đánh như kiểu nó kiểu sao gọi là khinh địch kinh hay là như nào nhỉ, nó tóm lại là kiểu như kiểu đánh coi thường đối thủ, tay không dám phơi tay không dẻo. Thế nghĩ là mình cứ phải đánh nó phải khó khăn rồi. Rồi bộ pháo rồi cứ lã vào mấy thằng dìu cho
xong chưa? Ăn bọn này cho anh. Tướng của nó kìa, tướng của nó đang xông vào kìa. Xông vào thì đúng rồi kìa. Rồi. Bạo quân của địch đã lấy lại tinh thần. Lấy lại đi. Không phải thế này nó mới sướng này. Đấy, đúng rồi. Our general is being attacked. Keep him alive. Xong rồi. Giết thằng tướng nó luôn. Địch đã chết, tinh thần của binh sĩ của địch đang suy giảm đáng kể. Nó mất tinh thần hết rồi. Chạy đây cu. Ok. Nhiều lúc mình không hiểu cái hit and run nó là kiểu gì luôn ấy. Đây đó, thằng này nữa. Đứng điên để cho nó bắn. Đỡ chịu bọn này hit and run kiểu gì đấy. Chẳng qua nhiều lúc mình không điều khiển được thôi, nhưng còn nếu điều khiển được mình chả cần nhân răn. Đây rồi. Pháo. Thế này cho nó chắc, không kiểu nó bắn bố vào quân mình. Lên đây diệt cho bằng hết đá này luôn. Vi Vu có khi làm thêm trận nữa được gì nhỉ? À chắc là không đủ vật di chuyển, không điểm hành động để di chuyển làm khi nó chạy xa quá. Không để chúng nó chạy thoát, nhanh đuổi đi, không để chúng nó chạy. Ai xả một mình thằng này nó giải quyết được mấy quân đoàn rồi nhỉ? Mình thanh niên này chơi hơi ác đấy, cũng diệt được khá khá. Ấy.
Tiếp tục hồi quân. Nó hết quân rồi. Nó còn duy nhất một quân đoàn này là đủ quân này. Cắm trại. Thanh niên như này. Vào đây. Starting out. On our way. Sao không di chuyển được? Starting out. On the move, lads. Cắm trại. Warriors all. What? Đại hán chúng ta bị ám sát à? I am the ninth in the dark. Quân đoàn này à, đang mua cái bọn lính này đúng không? Fight with us. Fight. Make your ancestors proud. Hai thằng này nữa. Tuyển thêm hai thằng này nữa là đẹp rồi. Quân đoàn này thì à, lên đội này để cuối đây. Lên đời cuối thì sẽ có đội. Liên thiết quý tộc à? Khả năng lên cái bọn này trước để xem cái binh đời cuối của Hung Nô nó mạnh cỡ nào nhỉ? Tiện thể tuyển luôn. Tiện thể mình tuyển luôn. Wow, là một phát đập tan tành cả một cái đám này luôn. Vãi. Láo với anh mà được à? Có khi mình chỉ cần một cái xe bắn đá đi gọi là có thôi chứ nhỉ? Ồ, chạy à? Chạy à? Ờ, chạy à? Chạy. Mày, anh đợi thời tiết tốt hơn anh đuổi cho mày chết. Chúng ta không nên diệt hoàn toàn quân đoàn của nó để nó có thể để mình có thể truy đuổi được. Nếu mà diệt hết quân đoàn nó lại mua quân đoàn khác lại thành lập dưới kia mệt, cứ đuổi này cho nó chết. Nhưng mình nghĩ là nếu như mình có điều kiện phát triển lên các đơn vị quân mới thì mình sẽ thành lập thêm vài quân đoàn nữa nhỉ. Nhưng mà để mắc về số lượng công nghệ đã. Gì đấy? Những cuộc gặp bí mật. Những đối thủ á? Vạch trần âm mưu của chúng nó. Đấy, thằng này thích làm loạn à? Thằng tu. Bốn. 31 lượt nữa. Cá là vấn đề. Nhân giống ngựa, rèn vũ khí, máy bắn đá, bộ binh rồi. Của cải. Không biết là lâng cái gì, xây công trình gì bây giờ nữa. Nhánh này thì đang phát triển, nhánh này thì không cần, cái này xong thì chuyển sang. Vẫn cần phải có hai công trình đấy chứ nhỉ. Thằng này thì nó thiên về kỵ binh và bộ binh. Bộ binh thì nó không cần. Nó có xe bắn đá này rồi. Không cần nữa.
của cải từ công nghiệp. Của cải từ phát triển kiểu mẫu. Ruộng thủ chứ chẳng. Một cái ruộng này. Chuồng cừu. Thiếu một cái ruộng. Chuồng dê. Chuồng gia súc. Chuồng cừu đủ rồi. Vậy thì bây giờ chỉ còn phát triển nhà lính à? Thêm một cái nhà lính nữa. Lương thực của mình thì cũng khá chứ. Và không cần lính nữa là cái gì nhiều quá. Hai cái này mình có rồi. Rèn vũ khí có rồi này. Đây là hai cái rồi. Của cải tuyển điệp viên. Cái đấy thì chỉ được tiền. Cái này thì có thể chuyển tuyển linh mục này. Cái này thì chuyển tuyển champion. Tốn một ít lương thực. Được. Quyết định xoay cái này. Mới xây nhà lính nhỉ. Xây thêm một cái nhà lính nữa đi. Yes. Rồi, chúng ta sẽ đuổi xuống và hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà luôn. Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Bây giờ thì quân đoàn này bộ binh thì đủ rồi. Bộ binh đủ. Ba đội sức kỵ của mình nữa. We need good fighters. Bắn đá thì nhỉ? Lâng cái này đã, lâng cái này, lâng cái này, lâng cái này trước. Rồi, sắp full mấy quân đoàn này rồi, công nghệ full rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Rồi chúng ta sẽ tuyển tiếp thêm cái đội này. Đến đời cuối luôn, sao nó rực rỡ. Thêm một cái đội xã kỵ nữa. Ok. Đứng ở đây một chút, chờ thời tiết tốt, đằng nào cũng vậy.